quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, Mây Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con Giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi Tân Hợi hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyện thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi Tân Hợi cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, thuộc mệnh Kim, thoa xuyến Kim, nghĩa là kim xuyến bằng vàng. Người tuổi tân hợi có trí lớn và luôn lạc quan. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiền đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng, yêu mến. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ lại thường phạm phải những sai lầm không đáng có trốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Mọi việc với người tuổi tân hợi tương đối thuận lợi, nhưng lại không thu được nhiều lợi nhuận họ là những người không công nghệ hình thức tân hợi cũng có ý thức độc lập và sẽ không thay đổi quan điểm của mình vì ý kiến đánh giá của những người khác đôi khi tân hợi tỏ ra rất dũng cảm và có thể làm được nhiều việc lớn khiến cho mọi người rất ngạc nhiên trong công việc và cuộc sống người tuổi tân hợi luôn khát vọng tỏa sáng làm đẹp cho đời tôn vinh nâng cao vẻ đẹp chân thiện mỹ lên những tầm cao mới khi là vật quý nên đương nhiên phải đi kèm với quyền lực mới có chỗ đắc dụng. Vì thế nên tuổi tân hợi giàu trí tiến thủ, muốn được cống hiến và lập công danh. Chắc chắn rằng, những người đồng sự của họ phải là những người xứng tầm thì họ mới hợp tác còn không họ thích ở ẩn, tiêu giao. Tuổi tân hợi rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi, Sinh năm 1971, chưa có những biến động quá rõ rệt trong khoảng thời gian này. Trong tháng có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh, giúp mọi việc của người tuổi Tân Hợi trở nên ổn định, dù có dấu hiệu phát triển đi lên nhưng chưa thực sự rõ ràng. Vì thế, người làm công ăn lương cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, chớ vội vàng thỏa mãn với thành quả lao động từ trước đó của mình. Tại thời điểm này, người tuổi Tân Hợi có thể tranh thủ giao lưu mở rộng mối quan hệ xã giao với mọi người học hỏi những điều hay từ những người đi trước, để đến khi cơ hội xuất hiện, bạn sẽ sẵn sàng thử sức mình. Người làm lãnh đạo có cái nhìn tương đối chính xác về tình hình thực tế, từ đó đưa ra những quan điểm, những hướng đi phù hợp cho tập thể. Bản mệnh nên chú ý đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên, để có thể quan tâm đến nhân viên kịp thời, sắp xếp nhân sự và vị trí phù hợp, giúp cho công ty phát triển nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, dù mọi việc có vẻ yên bình và thuận lợi đi chăng nữa, thì bản mệnh tuổi tân hợi cũng chớ nên chủ quan, lơ là, vì vận trình vẫn có nhiều hung hiểm ẩn tàng. Hung tinh thiên hình rình rập, nếu bạn hành sự bất cẩn, thì sai sót vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra người tuổi tân hợi cũng cần phải chú ý học hỏi, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh đưa ra những quyết định khinh suất, đẩy bản thân vào những rắc rối không đáng có. Xem tử vi tháng mới cho thấy, vận khí trong tháng có cát, có hung, nhưng bản mệnh tuổi Tân Hợi cũng nhờ có cát tinh là chính quan chiếu mệnh, nên chỉ cần hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và có kế hoạch cụ thể, có ý chí quyết tâm, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng. Về mặt tài vận, tháng 3 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, được duy trì ở trạng thái ổn định đa số bản mệnh vẫn làm những công việc quen thuộc, duy trì mối quan hệ với những đối tác cũ. Vì thế dù tiền không chạy vào túi quá ồ ạt, nhưng ổn định, bạn không quá lo lắng đến chuyện chi tiêu. Bản mệnh tuổi tân hợi nên tranh thủ thời điểm yên bình này để mở rộng các mối quan hệ hợp tác, nghiên cứu mở rộng thị trường, chuẩn bị cho những kế hoạch lớn lao hơn cho tương lai. Nếu bây giờ bạn có thể chuẩn bị kỹ càng cho mọi phương diện, thì sau này khi cơ hội xuất hiện, bạn đã ở trong tư thế sẵn sàng và nắm bắt được cơ hội bất cứ lúc nào. Nếu bạn là người mới chập chững bước vào lĩnh vực kinh doanh, bạn mệnh nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm hữu ích từ những người bạn, người thầy, người có kinh nghiệm đi trước, giúp bạn có con mắt anh minh, nhìn nhận mọi vấn đề chính xác hơn và tránh được những lỗi sai không đáng có. Mọi người xung quanh chắc hẳn cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích đấy. Tuy nhiên, trong tháng dưới ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, người tuổi tân hợi có thể phải chi tiêu cho các khoản sinh hoạt, mua sắm hàng ngày khá nhiều. Bạn cần suy nghĩ kỹ hơn trước khi mở hầu bao của mình, không nên chạy theo xu hướng của thị trường. Nếu như điều đó vượt quá khả năng chi trả của mình, thì hãy nhắc nhở bản thân, bạn cũng nên để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, cấp bách xảy ra. Trong tháng này, người tuổi tân hợi cũng nên tránh chuyện vay mượn về tiền bạc hay các vấn đề liên quan đến kiện tụng, pháp luật, những vấn đề này đều rất dễ mất mát, thất thoát về tiền bạc. Về mặt tình cảm. Tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, cho dù các phương diện khác trong cuộc sống của người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 khá yên bình, song chuyện tình duyên của bạn lại có dấu hiệu lục đục không yên. Tháng này người tuổi Tân Hợi đang có điểm báo vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe nửa kia. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, nếu đôi bên đều cứng đầu, cứng cổ, thích làm theo ý của mình thì mọi khúc mắc sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh, lắng nghe nhau, mỗi người lùi một bước để có thể đi đến thống nhất chung. Đối với người còn độc thân, không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bạn cho rằng việc quan trọng nhất với mình lúc này là phát triển sự nghiệp. Bạn mệnh dành nhiều thời gian của bản thân để nghiên cứu và phát triển khả năng của mình, nên gần như không còn lúc nào để nghĩ đến việc tìm kiếm hạnh phúc. Bạn cho rằng khi mình đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp thì không cần phải tiếp cận ai, người khác cũng sẽ chủ động muốn gần gũi với mình. Về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 về phương diện sức khỏe của người tuổi tân hợi không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng nào. Trong tháng này, công việc của người tuổi tân hợi tương đối thuận lợi, khiến tinh thần của bạn nhẹ nhõm, lờ a c quan, sẵn sàng bắt tay vào làm những công việc khác quan trọng hơn. Trong cuộc sống, người tuổi tân hợi cũng nên nhớ là luôn giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, chứa nên thức quá khuya, hoặc ăn uống quá nhiều chất béo, chất kích thích. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bạn cũng nhớ chú ý tuân thủ luật lệ giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu, cũng không nên điều khiển phương tiện khi đang trong tình trạng mệt mỏi để không gây ra sự cố đáng tiếc. Phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Hướng đặt bàn làm việc là điều vô cùng quan trọng trong phong thủy văn phòng. Đặt hướng tốt sẽ mang đến nhiều may mắn, tài lộc ngược lại hướng xấu sẽ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt trong công việc. Vậy hướng đặt bàn làm việc cho tuổi tân hợi, sinh năm 1971 nên quay về đâu? Theo phong thủy, hướng bàn làm việc nên quay về các phương tốt trong cung mệnh người sử dụng như sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Không nên quay về các hướng xấu như lục sát, ngũ quỷ, tuyệt mệnh, họa hại. Điều này giúp mang đến nhiều vận may, tài lộc trong kinh doanh, sự nghiệp của bạn hướng đặt bàn làm việc hợp phong thủy cho tuổi tân hợi, sinh năm 1971, nam mệnh. Với nam tuổi tân hợi, sinh năm 1971, có cung mệnh khôn, bàn làm việc nên đặt tại chính đông, đồng thời bàn quay về một trong các hướng, đông bắc sinh khí, tây thiên y, tây bắc diên niên, tây nam phục vị. Lưu ý, không nên quay về các hướng xấu gồm, bắc tuyệt mệnh, đông nam ngũ quỷ, nam lục sát, đông họa hại. Hướng đặt bàn làm việc hợp phong thủy cho tuổi tân hợi, sinh năm 1971, nữ mệnh. Với nữ tuổi tân hợi, sinh năm 1971, có cung mệnh tốn. Bàn làm việc nên đặt tại chính đông, đồng thời bàn quay về một trong các hướng, bắc sinh khí, nam thiên y, đông diên niên, đông nam phục vị. Lưu ý, không nên quay về các hướng xấu, đông bắc tuyệt mệnh, tây nam ngũ quỷ, tây bắc hòa hải, tây lục sát. Những lưu ý khi đặt bàn làm việc cho tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Lựa chọn hướng đặt bàn làm việc rất quan trọng. Tuy nhiên, sau khi xác định được hướng đặt, người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 cũng cần lưu ý những điều sau. Bàn làm việc hướng ra cửa. Dù sắp xếp bàn làm việc tại nhà hay văn phòng giám đốc, lãnh đạo thì bàn làm việc cũng nên hướng ra cửa. Điều này khiến chúng ta cảm thấy tự tin và an toàn hơn khi làm việc tuy nhiên nếu đặt bàn thẳng hàng với cửa sẽ khiến chúng ta dễ bị người ngoài nhòm ngó chịu ảnh hưởng nhiều bởi các tạp âm bên ngoài dễ gây mất tập trung do đó cách tốt nhất là nên kê bàn trệch một chút so với cửa phòng trường hợp bàn làm việc quay lưng về phía cửa chúng ta có thể đặt một tấm gương nhỏ hướng ra lối vào trên bàn làm việc giúp nhìn rõ ràng hơn những thứ diễn ra sau lưng phía sau bàn làm việc nên có chỗ tựa phía sau bàn làm việc có chỗ tựa để tránh cảm giác chống trải. Đồng thời về mặt phong thủy, việc làm này giúp người ngồi có thêm quý nhân giúp đỡ, phù trợ. Đồng nghiệp thân thiện, có nhiều mối quan hệ tốt trong công việc. Chỗ tựa này có thể là bức tường hoặc tủ tài liệu kích thước lớn. Và khoảng cách từ bàn đến những vật này không được quá lớn. Không kê bàn làm việc ở vị trí giữa phòng. Không nên đặt bàn việc tại vị trí giữa phòng. Điều này tạo nên cảm giác chống trải, cô lập khiến người ngồi cảm thấy bất an, dễ bị phân tán tư tưởng, thiếu tập trung trong công việc. Phía sau bàn làm việc không nên có cửa sổ. Cửa sổ là nơi đón khí vào phòng. Do đó nếu kê theo lối này, người ngồi sẽ ngăn chặn đường đi của luồng khí, biến sinh khí thành hung khí, không tốt cho người ngồi làm việc. Không đặt bàn làm việc đối diện cửa nhà vệ sinh. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971 không nên đặt bàn làm việc đối diện nhà vệ sinh. Bởi trong phong thủy, nhà vệ sinh là nơi phát ra nhiều uế khí, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Đồng thời cảm giác ẩm ướt khi nhà vệ sinh ở bên cạnh sẽ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, gây mất tập trung trong công việc. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại